À, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại video của mình. Thì sự kiện mình quay như là mình đã hứa là qua qua ngày mình sẽ quay cái vòng quay may mắn này. Thì mình tính đi ngủ rồi. Nhưng mà tự nhiên thấy bồn chồn, thấy thích, thấy muốn. Sau khi đăng video xong lên nằm không ngủ được. Thôi xuống. Lỡ rồi cảm ơn bạn gì đó đã gửi kim cương cho mình. Thì bây giờ mình đã quay 4.500, là hồi hôm qua quay 5.000, giờ quay thêm 4.500 nữa, thì mình đã được tổng cộng là 102 ba mảnh các bạn ha. Giờ mình ghép cho nó ba mảnh đây, còn DNC còn hỗ trợ tốt nhất. Và sau khi mình suy nghĩ, mình coi review cái ạc nãy mình mới quay, thì mình quyết định là mình lên con này 8 sao đầu tiên. Ok, dân chơi mà sợ gì mưa rơi các bạn, nâng sao chơi luôn. Mình sẽ nâng 8 sao đầu tiên, rồi trong thời gian nâng là mình sẽ update lại từ từ nha. À, đâu rồi, 8 sao mình lấy mảnh dạng năng điên xì rồi trời. Đây, nâng sao kết hợp gì gì mảnh dạng năng, đang 23 mảnh, còn thiếu 57 mảnh rồi. Mảnh dạng năng à, quên quên này bạn, trước khi ấy là bạn nên chú ý cái này. Con DNC thì rồi mình sẽ úp rồi. Rồi, khi các bạn chú ý ha, các bạn trước khi nâng sao các bạn chú ý cái này. Cái điểm này ha. Nên lấy là tốc độ trừ công. Nhưng mà chừng đừng trừ thủ, tại con này thiên về thủ mà. Mình nãy giờ mình mở ra toàn công đặc biệt trừ tốc, hoặc là trừ tốc thủ trừ thủ đặc biệt, thủ đặc biệt trừ thủ vật lý. À, nó đen chán thì thôi luôn, mình cũng chả hiểu được. Thiệt tình luôn. Ai, thôi tạm thời dùng tóc các bạn ha. Đây, 2, 4, 6, 8. Đây là con 8 sao đầu tiên của mình. Mở kỹ năng 8 sao. Đây, kỹ năng ẩn 8 sao, đâu rồi 8 sao, ủa đâu rồi, đây 8 sao các bạn ha. Rồi mình sẽ bỏ một con ra, mình gắn vào đội hình. Rồi để đỡ mất thời gian các bạn, thì mình đã chỉnh team xong rồi. Bây giờ mình lên mình đánh thử, lực chiến của mình đã tăng lên 32k, nên mình đánh thử ha bạn. Thử ông này đi, ông lịch sử ông Duy này. Hay, ông đánh mình hồi nãy ha. Lên top trước nè, lên top thì lên top. Rồi mình đánh thử cho các bạn xem review con 8 sao đầu tiên của mình ha. 8 sao đầu tiên đấy, nó sẽ tạo cái bức mạng này các bạn. Đấy, bên mình sẽ không bị mất máu, khi nào cái lượng sát thương bên kia làm cái tường nó mất thì nó mới mất máu các bạn ha. Con này nó tạo ra cái khiên ha, bạn thấy không, tạo cái khiên, tạo cái khiên cho team mình. Đây mình sẽ quay chậm lại cho bạn thấy, đây thôi cái khiên các bạn thấy không, có khiên. Thì mình chưa úp kỹ nên nay mai sau khi mình ngủ thức dậy, ngày mai mình sẽ úp kỹ hơn. Thì trước mắt là mình úp để cho các bạn xem gì cái con 8 sao của mình thôi ha. Bỏ qua mình thắng, tại cái con này yếu mà. Coi
cho các bạn xem hiện tại. Đây, hiện tại mình có trong đội hình tới ba thủ. Ba thủ, một hỗ trợ, một đam duy nhất là hai đam, HB là hai đam. Bên đó là hai đam ha. Mình bỏ con Z rơm với này ra rồi. Rồi. Đâu rồi ông Duy? Là ổng build con bọ gớm lắm. Ôi, con đang xin mình đâu rồi? À, bị thổi bay hả? Hay là nó chết rồi? Con này không để ý nữa. Bỏ qua qua kỹ năng bớt các bạn ha. Ủa, bị chết rồi hả? Đi xin mình bị quýnh chết rồi hả? Gì nhanh vậy? À, không bị thổi bay thôi. Mình cứ ngỡ người bị quýnh chết. Trời, mình yếu nè, ông này yếu gì? Hay là tại mình xui? Làm lại coi. Thôi, mình coi lại coi. Con HP là 20.000. Sao nó đánh đây là 13.000 mấy trăm? Sao nó đánh trước ta? Mình đang úp dội nên mình cũng chưa có kỹ các bạn ha, nên mình cũng chưa để mai sáng mai mình sẽ tranh thủ thời gian nào mình rảnh mình sẽ úp lại team như mình đánh lại. Trước mắt mình úp để mình review cho các bạn xem cái hiệu ứng 8 sao của con này thôi, nó có thêm cái màn trắng. Mình cũng chưa biết cái lợi đương nhiên cái lợi của màn trắng nó khi mà đánh chắc ở giai đoạn đầu thôi chứ hoặc là do mình tăng thủ ít quá nên là cái màn nó không chịu nổi lực ha. Chứ còn cái màn đó nó chịu nổi lực thì chắc là nó lại khác rồi. Còn bên kia úp con Zekrom cứng quá. Chắc là với lại hai nữa chắc có lẽ là do mình chưa có cái pháp bảo cho con Daisy bạn với lại cái mình chưa chưa bên kia úp tim cứng quá. Bọn mình đánh không thấm được với bên kia luôn. Rồi hẹn các bạn mai mình sẽ coi sáng mai mình sẽ up team lại kỹ hơn. Rồi mình chỉ review cái hiệu ứng thôi các bạn ha. Rồi đó là con 8 sao đầu tiên của mình tích bao nhiêu cái mảnh dạng năng cuối cùng mình quyết định lên con 8 sao đầu tiên ha. Rồi mình sẽ điều chỉnh cái team mình lại sao cho nó hợp lý. Bây giờ mình chỉ up vậy thôi. Rồi xin chào, hẹn các bạn ở video khác để mình có thể sắp tới mình sẽ up mình sẽ nói về cái con này các bạn. Đâu rồi? Mình mượn ạc mình úp về cái con này Pokemon. Đây con sắp tới sẽ ra sự kiện nè, trong sự kiện build
mình sẽ mua ngạc mình review cho các bạn về cái con này. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Giờ mình cũng khuya rồi, thôi mình cũng đi ngủ đây. Chúc các bạn một ngày giấc ngủ ngon. Xin cảm ơn các bạn.